Mà tới khoảng 10 giờ trưa khi ăn sáng xong là nghe cũng cũng nghe hàng xóm nói là có một người rủ đi, là dắt đi. Sau cái thời gian đó là coi như là không thể về. Thì tới tối, tới qua ngày hôm sau là ngày 26 là bắt đầu tôi mới đi trình báo công an tất cả các nơi, bắt đầu đi dán những cái thông báo, rồi đi. Tại vì có người nói là đi qua quận 10 này nọ, thì trong khi đó là tôi chỉ có thể đi kiếm ở những cái bệnh viện chung quanh, đó là bệnh viện 115, Sài Gòn, Vạn Hạnh. Tôi đi những cái đó, mà trên con đường, những con đường đó là tôi có dán trên đường Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, tôi dán những tất cả những cái thông báo này. Hầu như ban ngày á, là khó đi kiếm lắm, vì mình nghĩ đi tìm người mà đi mà ban ngày là khó kiếm. Chiều tối là đi, từ cứ chiều là cũng có nhờ một con bé hàng xóm chở hai chị em coi như là đi kiếm hết tất cả. Tức là đi, nếu mà nói bây giờ đi tìm đường thì mình chỉ có quanh vùng ở trong lân cận đây thôi, chứ còn mà đi xa nữa thì không, mình cũng không nghĩ tới đi xa. Có một cái xác trôi ở trên sông nên tôi phải lên ở bên công an của quận 2 để coi cái xác đó. Nhưng khi đến đó thì người ta đã, cái xác đã nhận rồi, thì ở trên đó cứ hướng dẫn là tôi về ở bên Bình Thạnh, một cái trung tâm mà chuyên môn là truy quét hay là đi những người lòng lề đường gì đó. Nghe nói thì tôi có lên trên đó, nhưng khi lên đó thì người ta mới kêu là bây giờ trên đây là cái thông tin về người này hiện nay là không có, và người ta có hướng dẫn tôi làm như vậy, làm một cái tờ là tìm người thân như vậy thì người ta sẽ đăng phụ giúp với mình. Sau thời đó thì người ta mới song song đó, người ta mới đưa cho tôi một cái địa chỉ là đến trung tâm dinh dưỡng người bệnh tâm thần ở Thủ Đức. Tôi cũng đã xuống cái đó, tôi cũng đã đi tìm ở dưới đó thì không hề thấy. Là cho tới ngày 12 giờ trưa ngày 20, ngày 12 ngày sau đó là 11 giờ 45 phút là cái người đó tới đây nè, thanh niên, cho số điện thoại của cô Hương ở bên bệnh viện Thống Nhất kêu là xuống đó gặp người thân, thì lúc đó đi xuống là nhận. Chị nghe chị tới tiếp nhận cái người thân của mình nó, thì lại nghe mọi người nói rất là bác sĩ Vân rất là tốt, tức là vô là ký quyết định mổ cấp cứu liền, tại vì bị vỡ lách. Chị cũng nghe nói như vậy thôi, thì bây giờ cũng lúc đó cũng đứng ra cũng cảm ơn rất là nhiều, nhưng mà bây giờ cũng không biết là cái ơn mà người ta cứu giúp chồng mình như vậy thì mình cũng không biết là cái gì để mà gọi là cho nó đủ hết được cái ân tình.